Hello, xin chào mọi người. Mình đã lên gần tới đỉnh núi Bà Tây Ninh. Ôi, một phong cảnh rất là tuyệt vời. Đây là các bạn đi chung nhóm. Chào mừng quý khách đã đến với sân hoa Bà Tây Ngọ Tình trong buổi trung thu đầu tiên. Cùng hành trình cáp treo từ chân lên đỉnh núi Bà. Hy vọng quý du khách sẽ cảm nhận được một bầu không khí rộn ràng tràn đầy nghệ thuật đặc sắc. Lễ hội trăng rằm với các show diễn vũ khúc vọng nguyệt, cấm hội vân sơn, ngữ lần quần sư hội, hoàng long chúc phúc. Đỉnh núi Bà Tây Ninh 9 và 11 giờ các ngày 28 tháng 9 và 29 tháng 9 tại khu vực sân khấu. Chào cả nhà. Đưa mấy chị đẹp lên toàn thế giới luôn rồi. Đang hẳn đang quay livestream. Ôi trời, trời hôm nay nắng đẹp quá. Ờ đúng rồi. Anh chị em đang vui vẻ trên cát lên đỉnh, quá tuyệt vời. Lắng mọi ưu phiền. Tới rồi. Rồi chuẩn bị. Từ từ xuống nha, không có gì gấp nha các bạn ơi. Có người mở cửa cho mình luôn. Rồi. Giảm dưới chân. Giảm dưới chân. Đi xuống đây là mấy? Đi xuống đây nè. Bước xuống đây nè. Giảm ở dưới đừng có nhìn người ta. Rồi bước tới. Chú hai, chú ba đi. Quẹo bên phải. Cô hai rồi đi lên nữa. Từ từ bước xuống. Thank you.
Ủa đâu mình đâu đi lên? Đi hết trên, đi hết trên. Này đi xuống tận dưới mà, đi đi chùa Bà mà. Ừ. Đâu rồi đủ người chưa? Đủ không? Ủa sao chị đi kì vậy? Bà đi kìa. Ủa còn người nữa đâu? Ở đó đây nè. Nè, tên chị mẹ sao mẹ? Ừ, hai người không đi chung. Nắm tay đi nha, để lạc thấy mệt lắm á. Sao không nắm tay cái người bạn kìa? Hai người đi chung vậy đó, nó không có lạ. Ủa mình đi xuống chùa chùa Bà mà sao ta đi đây ta? Đó là gì? Ở chùa Bà nãy để chùa Hang á là chùa Bà đó cái gì? Đâu chùa Bà khác chùa Hang khác. Nó đi lộn qua làng rồi. Cái làng đường á. Em ơi đi đi lên chùa Bà đi cái nào? Đó là chùa Bà rồi đó cô. Chùa Bà đó hả? Dạ. Rồi rồi cảm ơn em. Đây đây đây. Đi bên bên phải cho là có một bà nữ anh còn nằm đó, anh không có ấy, nó bỏ nó gãi qua. Kìa, chùa Hang đó, trong hang kìa. Chùa Hang đó. Ờ, thì sát bên luôn. Ừ. Bây giờ nó làm con bé khác nè. Chùa Bà, bớ chùa Bà. Phần tử xấu nha, tượng bạc rồi cẩn thận nha. Hàng năm dòng bảo vệ tài sản của mình vòng vàng trùm vàng loại ai lấy hối sai nhanh cho thật thật bước vào cái gì để lại bà. Nếu bà con phát hiện những người móc túi thì dòng báo ngay cho đội công an bảo vệ trùm bà để xử lý. Ừ. Để làm mấy cáp này mới lạ nè. Thông báo đội công an bảo vệ chùa Bà xin thông báo cho quý khách đi viếng chùa Bà được biết tình hình hiện nay có một số hình tự xấu lợi dụng đi đứng của quý khách để móc túi trục giật và tư trang hành lý. Nay đội công an bảo vệ chùa Bà xin thông báo cho quý khách để đề cao cảnh giác, nếu phát hiện nghi vấn báo ngay cho đội công an bảo vệ chùa Bà để xử lý. Ra đứng đây cái đi. Ra đứng đây hết 6 người. 7 người bỏ chị ra. Đây vô đây. Hai bà kia đâu rồi? Đâu rồi? Đang kìa. Đang sát kìa. Ra đây nè. Đây 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 đây. Vô không có được đây với đứng đây. Đứng sát ra coi. Dạ nó lên. Thở thở trang ra. Rồi nghe cho cái một cái nha. Thông báo đội công an bảo vệ chùa Bà khi thông báo các quý khách đi viếng chùa Bà được biết tình hình hiện nay có một rồi chồng con ai nhà thấy hết rồi đó nha.